Xin chào bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt máy tính đeo Để tắt máy tính đeo Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á chúng ta sẽ sử dụng tổ phím để chúng ta tắt máy tính Ví dụ như đây Đó chính là bàn phím Nếu như các bạn chúng ta muốn tắt máy tính Thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là ALT F4 Tức là một ngón các bạn chúng ta sẽ giữ phím ALT Và một ngón các bạn chúng ta sẽ bấm vào F4 rồi khi các bạn chúng ta bấm từ phím là ALT F4 Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một hộp thoại Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào sách đào và bấm Enter Thì lúc này á nó sẽ tắt máy nha Để cho các bạn dễ hình dung á Bây giờ tôi sẽ thao tác mẫu Thì lưu ý nha Trước khi tắt máy tính á Thì các bạn chúng ta phải tắt tất cả ứng dụng mà bạn đang mở Đó bây giờ tôi sẽ đóng tất cả các ứng dụng mà tôi đang mở Đóng hết Sau đó ở đây tôi sẽ bấm tổ phím là ALT F4 Thì lúc này á Nó sẽ xuất hiện hợp thoại là Sub Tiếp theo ở đây Tôi sẽ chọn vào Sub Down Và bấm OK Để tắt máy tính Hoặc là bạn có thể là Bấm Enter Để tắt máy tính nha Đó là cách đầu tiên Cách thứ hai á Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột Và nút Start Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào sức Down Còn đối với Win 10 á Nút Start nằm phía dưới, bên góc bên trái màn hình này, các bạn bấm vào nha. Ở đây tôi đang sử dụng Windows 11 nên nút start nằm ở đây nha. Đó, các bạn chúng ta sẽ chọn ở down Còn đối với win 7 á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào nút start. Thì cái shutdown á nó sẽ xuất hiện ở đây nha, các bạn chọn vào thì nó sẽ tắt máy tính. Đó là cách thứ hai. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba. Cách thứ ba á, các bạn chúng ta sẽ bấm phím Windows sau đó đây các bạn chúng ta để ý ở nút nguồn này Bấm vào nút nguồn Chọn vào Sit down Thì nó sẽ tắt máy tính nha Đây Rồi đây là Nút Windows này Các bạn bấm vào Windows nha Thì nó sẽ xuất hiện Nút nguồn Các bạn chọn vào nút nguồn Và chọn vào sit down để chúng ta tắt nha Thì trên Win 10 á Nó cũng tương tự như là Win 11 Đó như vậy là Trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là tắt máy tính đeo nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi